Sao, công trình nghiên cứu mấy tháng nay của ông như thế nào rồi? Có động tĩnh gì chưa? Dạ, dạ Tổng thống, sắp có kết quả rồi ạ. Cho tôi thêm vài ngày nữa, chắc chắn tôi sẽ tìm ra được bí mật của những thứ Titan Skibidi kia. À, sao mà lâu thế? Nếu để cái lũ khổng lồ Skibidi Titan biết được chúng ta ăn cắp xác đồng lõi của bọn chúng đem về đây để nghiên cứu thì không hay đâu. Nào, khôn sâu hơn đi, chui vào trong xương sống của tên khổng lồ này xem thử có gì đặc biệt hay không. Hả? Thứ chất lỏng gì chảy ra từ trong xương sống của hắn vậy? Không lẽ là tủy hay sao? Báo cáo, thưa tiến sĩ, chúng tôi tìm ra được nguồn sức mạnh của tên Titan này rồi. Hay lắm. Báo cáo Tổng thống, chúng ta đã thành công rồi. Tôi sẽ đưa loài người trở thành những Titan mạnh mẽ nhất. Báo cáo chúa ta, con đã đi tuần tra khắp các khu vực đây rồi, nhưng không thấy xác của một Titan Skibidi nào cả. Không biết họ chết rồi, họ đã biến đi đâu mất nữa. Cái gì chứ? Lại không thấy nữa à? Sau cuộc nội chiến Skibidi Titan, rất nhiều Titan đã bị mất mạng. Ta phải trung lập nhìn thấy họ chém giết lẫn nhau, vô cùng đau lòng. Giờ họ đã chết rồi, ta cố gắng tìm xác của họ để an nghỉ cho họ về nơi cuối cùng, nhưng cũng không được nữa. Kính thưa chú ta, Upray, Titan Nokia Amen. Có chuyện không hay xảy ra rồi. Lũ con người đã bí mật ăn cắp và vận chuyển xác của những Titan đã chết về lãnh địa của bọn chúng. Hả? Cái gì chứ? Nokia Amen chính xác, muốn nói rõ hơn xem nào. Tôi nhận nhiệm vụ đi tìm cơ thể của những Skibidi Titan đã chết về an táng, thì tôi vô tình đi lạc vào trong thế giới của loài người. Từ đằng xa tôi nhìn thấy cơ thể của họ, nhưng chính lũ con người đã vận chuyển tới đó. Bọn chúng còn đục khoát lấy tỉ của họ nữa. Cái gì? Lại là lũ khốn kiếp nhỏ bé đó. 3 lần 4 lượt chúng ta bảo vệ bọn chúng, vậy mà bọn chúng là phản bội chúng ta. Được rồi, nhanh chân nào, quay trở lại trung tâm căn cứ của loài Skibidi Titan, báo cáo cho những Titan khác. Nào, nhanh tay nhanh chân lên đi, tới phiên nhóm tiếp theo tìm tỷ sống của Titan. Cậu sẵn sàng chưa? Mà vạch áo lên đi. Vâng, tôi sẵn sàng rồi. Tôi rất háo hức muốn biến thành một Skibidi Titan. Nào, ai đã chích tỷ thành công và biến thành Human Man thì hãy nhanh chóng ra phía sau xếp hàng. Còn những ai chưa có thể biến thành thì qua bên trái. Tiến sĩ, tình hình như thế nào rồi? Đội quân của chúng ta có thể chiến đấu được chưa? Dạ vâng, thưa Tổng thống, gần 90% đội quân của chúng ta đã được tiêm tỷ Titan rồi. 70% trong số đó là biến đổi hình dạng trở thành Human Man. Còn số còn lại thì không thấy phản ứng gì. Vậy à, nhưng cũng tốt lắm rồi. Nhanh tay nhanh chân lên đi, tôi muốn đội quân của chúng ta sẽ xuất phát vào ngày mai. Người nói cái gì? Upray Nokia Man, người thấy con người lấy mất xác của những Titan đã chết à? Hay chi, ta cùng với đám thuộc hạ của mình lùng tục khắp mọi nơi nhưng không phát hiện cái xác nào cả. Đúng là như vậy. Mặc dù tôi không chứng kiến tận mắt, nhưng thuộc hạ của tôi đã nhìn thấy điều đó. Đúng vậy, tôi thấy bọn chúng kéo xác họ về lãnh địa của mình, rồi bọn chúng còn nghiên cứu đục khoét chặt cơ thể họ ra thành nhiều khúc. Lũ con người khốn kiếp, ta không bỏ qua cho bọn chúng đâu. Chúng ta từng giúp đỡ bọn chúng rất nhiều lần, vậy mà bọn chúng 3 lần 4 lượt phản bội chúng ta như thế. Bây giờ còn thật quá đen, dám xúc phạm cơ thể của đồng loại chúng ta. Được rồi, đám thuộc hạ, các người nhanh chóng quay về hang ổ đi. Hãy để những chúa tể Titan tới thanh toán với lũ con người. Tới thành phố của bọn chúng rồi. Lũ chết tiệt, lũ nhân loại, các người hãy giao nộp xác của những Titan đã chết đồng loại của bọn ta ra đi. Các người không có quyền sử dụng cơ thể của họ xúc phạm họ. Sao không thấy ai, không thấy động tĩnh gì hết thế này? Không lẽ bọn chúng đã di chuyển sang một nơi khác rồi hay sao? Hả? Hình như có tiếng di chuyển bước chân rất lớn. Dường như một đội quân nào đó đang tiến gần chúng ta. Cái quả quỷ gì thế kia? Mẹ kiếp, tôi Tôi bị hoa mắt phải không? Tại sao xuất hiện rất nhiều Skibidi Men nhưng đầu của bọn chúng lại là đầu người chứ? Lúc cuộc chuyện này là sao? Chết tiệt, bọn chúng tấn công ông đại Speakerman kìa. Mẹ kiếp, chắc chắn bọn chúng thuộc phe của con người rồi. Con người đem bọn chúng ra để tấn công chúng ta. Vậy thì chúng ta không khách sáo nữa, bọn hủy diệt hết lũ dung đạn khốn kiếp này đi. Chết đi, lũ bọn thiếu. Đúng là một lũ yếu nhớ, vậy mà đòi tấn công bọn ta. Lũ con người, các người mau giao nộp thân xác độc lợi ta ra đây. Đừng có bày những trò ma quái quỷ yêu này nữa. Tiếng gì vậy? Các cậu có nghe thấy không? Dường như tiếng cười của ai đó, rất lớn, rất nhiều, đang tiếp cận chúng ta nữa kìa. Hả? Mày kiếp, bây giờ xuất hiện những kẻ nào nữa đây? Là những Titan đầu người à? Bọn chúng ở đâu chui ra mà quá trời quá đất thế kia? Này, lũ Skibidi Titan, giây phút này đây sẽ là ngày tàn của các ngươi. Lời người bọn ta sẽ trở thành chủ nhân mới của thế giới này. Theo lệnh của tổng thống, bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi. Tiến lên nào anh em. Đau quá, tôi bị bọn chúng bao vây rồi. Không hay rồi, bây giờ tính sao đây? Bọn chúng đông quá. Mau rút lui đi, tôi sẽ bắn laser yểm trợ hai cậu. Cố lên, chúng ta chuồn đi rồi từ từ tính tiếp. Không bay rồi. Chết tiệt. Mau bay khỏi nơi đây thôi. Úp lại Speakerman, úp lại Nokia Amen. Cậu hãy theo sau chúng tôi luôn đi. Tôi biết rồi, lũ con kia, các người hãy đợi đó. Mẹ kiếp, lũ con người, bọn chúng kiếm đâu ra lũ Titan Human Man đó vậy? Chết tiệt, ở đâu mà đông như quân nguyên, sao chúng ta có thể chống lại chứ? Khoan, tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng. Thuộc hạ của tôi lúc đi tuần tra đã thấy lũ con người đó khoan cắt vào trong những Titan đồng đội chúng ta đã chết. Không lẽ bọn chúng sử dụng tỷ của họ để biến bọn chúng thành những Human Man hay sao? Cái gì chứ? Lũ chết tiệt đó, thật là bẩn thỉu. Hèn chi mà bọn chúng đông đến như thế. Không được, chắc chắn vài hôm nữa bọn chúng sẽ sử dụng số lượng đông của lũ Titan Human Man đó san bằng tất cả, giết hết loài của chúng ta. Chúng ta phải nghĩ ra một cách nào đó để đối phó lại bọn chúng. Tôi có một cách đây. Nhìn kia, con cháu của chúng ta, số lượng của bọn chúng không ít. Hay là chúng ta sử dụng tỷ của chúng ta để cho bọn chúng ăn vào người, bọn chúng cũng sẽ hóa thành một loại Titan nào đó. Rồi số lượng của chúng ta sẽ tăng lên hàng trăm lần. Lúc đó có thể kháng cự lại lũ con người hiểu mạnh mẽ kia. Cậu nói cái gì chứ? Tuy cách đó rất nguy hiểm với chúng ta, nhưng bây giờ không còn giải pháp nào khác. Được rồi, các con cháu của ta, hãy lại đi. Tiến lên. Theo lệnh của tổng thống, tất cả Human Man nhanh chóng tiến vào khu rừng của lũ Skibidi Titan, san bằng bọn chúng, giành lại tất cả lãnh thổ cho loài người nhân loại chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành vị vua mới, xóa sạch những loài nguy hiểm tới nhân loại. Đây, lũ chết tiệt Titan Human Man, các người bước thêm bước nữa, bọn ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Mau dừng lại và quay về thế giới loài người các ngươi đi. Là lũ Skibidi Titan à? Sao trong bọn chúng bát nháo và số lượng đông thế này? Bọn ta cũng giống các ngươi, bọn ta cũng đã ăn được tỷ của Titan, chúa tể bọn ta đã cho. Bây giờ bọn ta không mạnh như họ, nhưng số lượng bọn ta rất đông, đủ để ngăn cản đội quân các ngươi tấn công vào lãnh địa bọn ta. Nếu các ngươi không muốn chết thì mau quay về, còn muốn mất mạng thì hãy tiến tới đây. Tiến lên, giết chết bọn chúng, san bằng tất cả.